Linh. Linh. Cái gì đây? Dạ. Cho mẹ xem trong ấy một tí. Không có cái gì đâu mẹ ạ. À. Đưa điện thoại mẹ mượn cái. Thôi mẹ, con muốn ngủ lắm, con lên đã nhá. Nào. Đưa đây cho mẹ xem. Đưa đây. Mở bát cho mẹ. Ông Khôi bà Hồng đẹp đôi thật. Đúng là tình cũ không rủ cũng đến. Ngày xưa ông Khôi theo bà Hồng mòn hết mấy đôi giày, thế mà chẳng lấy được nhau, quá phí. Các bác ở lớp bố có tuổi rồi mà vui tính vậy nhỉ. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Dài khờ ngày ấy cũng đan bàn tay. Ủa? Thân này trao hết chỉ giữ lại mình đây. Con gái. Vợ yêu. Vợ yêu. Ủa, ngã được rồi. Hôm nay bố vui quá. Hôm nay bố vui hết nắp. Ngọt ngào ngày ấy cũng tan thành mây. Dại khờ ngày ấy cũng đan bàn tay. Mẹ, bố không nghe máy hả mẹ? À, chắc là bố bận hoặc là bà lại đang... Ngày trước mẹ mạnh khỏe thì không sao. Bây giờ mẹ ốm đau như thế này, mẹ cứ phải giấu giếm chui lủi. Không thể chấp nhận được. Bố đã giấu bà mua căn hộ này, thế là nghĩ đến mẹ nhiều rồi. Rồi. Con có nói gì thì mẹ cũng phản bác lại, cho nên là thôi. Coi như là bố có thành ý với mẹ. Nhưng mà mẹ phải hành động nhá, chứ không được thụ động như trước đâu đấy. Mẹ nhá. À, cô Mít thế nào? Mẹ không sao đâu. Còn thu xếp về trên đấy với cháu, chứ để thằng bé thế không ổn. Mẹ đừng lo, con nhờ người trông cháu rồi. Má, con đợi bố về, con phải bàn giao lại mẹ cho bố để con bị yên tâm đi được. Mà mẹ này, mẹ muốn đuổi được cô con gái này ấy, thì mẹ nhanh nhanh gọi ông chồng mời hôn thú của mẹ về đi. Được rồi, để tôi gọi. Chỉ được cái bắt nạt mẹ là giỏi thôi. Mẹ, mẹ làm sao đấy ạ mẹ? Mẹ đau. Này, cần nói gì thì nói ngay ra đi. Hay là chưa nghĩ được lý do để che giấu cái mưu đê hèn đấy à? Tôi rất là thiện chí muốn hàn gắn chuyện vợ chồng ông, nhưng mà xem ra có vẻ như ông muốn tôi phải nói là sự thật nhỉ. Này, đừng có đem xăng đốt nhà người ta nhé. Anh Khôi, anh ngồi xuống đi.